Chị hỏi cái này nha, nói nghe nè, có bao giờ mà ổng lợi dụng vô cái kiếm thị của ổng để ổng rờ lộn chỗ chưa? Dễ thương quá. Dạ, không vậy, rất là đàng hoàng và nghiêm túc vậy. À, thậm chí là mình muốn cho ổng dịnh vô nhưng mà ổng cũng không, thì cũng không có chuẩn bị gì hết. Bạn nói là đám cưới vậy thôi, mình cũng hơi bất ngờ á. Tự nhiên cái cưới nhà chưa biết gì chưa mà cưới gì mình cũng hơi. Rồi em phải nói đúng không? Dạ, nói với mẹ. Bạn cảnh cũng có xuống chơi nhưng mà cứ nghĩ là bình thường thôi. Là bạn thôi. Là bạn thôi. Khi mà em nói thì mẹ khóc rất là nhiều. Lý do mẹ thì mẹ sợ khổ. Ba mẹ hình dung rằng là khi một người không thấy đường thì họ có thể là đi bán vé số, đi xin ăn, bán kẹo gì đó thôi. Một phần nữa là từ lúc mà lấy vợ về á, là cảnh mặc dù vậy đó nghe, chứ là bao giờ cũng dành làm công việc với vợ hết, đúng không? Dạ, cơm xong là dành rửa chén, có khi đúng hai vợ chồng cứ ngay cái chỗ rửa chén đẩy qua đó, đẩy lại hoài. Và chính vì vậy bạn này là bao giờ cũng muốn nhanh để mà dành cái phần đó để mà có thể chăm sóc cho cảnh được nhiều hơn. Đi chia sẻ. Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Tương nổi đây nghe, rồi vợ ngọn kia. Hồi sau vô đây đây người quen của em đó chị Vân ơi. Đây là hai vợ chồng mà em với Ngọc Lan đã từng đến tận nhà ở tại Kiên Giang. Ồ, ở cửa thăm nhà rồi đó chị. À vậy đó, họ xuống tới Kiên Giang luôn. Cảnh khỏe hả Cảnh? Dạ em rất là khỏe. Vậy hả? Bây giờ hai bạn giới thiệu cho chị Vân cũng như là quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son một cái lý lịch trích ngang của mình đi. Dạ xin chào chương trình Vợ Chồng Son. Chị chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên đầy đủ là Huỳnh Hữu Cảnh, năm nay 38 tuổi, hiện nay đang làm việc tại cơ quan nhà nước và đồng thời cái nghề tay trái là life coach, tức là khai vấn cuộc sống. Em đang ở Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Wow, cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm. Rồi tới em. Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Quỳnh Tú Nga, em ở Kiên Giang. Hiện năm nay thì em 31 tuổi. Em làm nhiếp ảnh và có công việc phụ là dạy thi lái xe. Dạ. Wow, biết bao giờ chị mới biết lái xe hả Biên? Ủa chị biết lái, biết chạy xe máy mà chị biết chạy xe máy mà chị không bao giờ biết chạy xe hơi là. Thôi, không biết chạy xe hơi là sướng nhất rồi bảo. Đồ tiền đâu mà mướn tài xế hoài. Rồi hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào, cơ duyên nào? Em gặp bạn Cảnh trong một cái buổi diễn văn nghệ từ thiện á chị. Thì dạ năm 2013 hay 14 anh? 2014. Em đến là nhiếp ảnh, là tình nguyện viên để chụp hình cho cái buổi văn nghệ đó và để dắt nhiều những cái bạn khiếm thị á chị. Thì buổi diễn văn nghệ đó là tất cả đều là anh em khiếm thị để biểu diễn, để gây quỹ từ thiện. Em nhìn thấy là trong tất cả các bạn đến diễn á thì thường thì người ta đi một mình thôi hoặc là đi xe ôm. Thì em thấy bạn này thì rất là chỉnh chu, lịch sự, từng phím đàn rất là điêu luyện nhưng đang như là đang gọi mời cơ, có ai để ý mình không vậy đó. Xong thì em nhìn xuống sân khấu thì em thấy gia đình của bạn Cảnh, tức là nguyên một cái lực lượng hùng hậu luôn, ba mẹ rồi chị em cháu gì nguyên cái hàng ghế đầu là bích hết trơn luôn. Vậy luôn á hả? Dạ. Một đại gia đình luôn. Dạ. Thì em đặt câu hỏi là ủa anh này như thế nào mà cái mối quan hệ gia đình lại gắn kết như vậy á, tức là bạn này cũng khuyết tật, bạn kia cũng khiếm thị mà sao đi cũng mình, có bạn thì phải đi xe ôm, sao anh này ngộ khác vậy đó. Nên là bắt đầu mình để ý nhẹ cái vậy hả? Không, nói là Cảnh là biểu diễn cái gì, hát hay đờn hay là em hát chị đàn luôn chị. À bật mí với chị luôn là Cảnh đàn piano rất là tuyệt vời. Không cần phải lấy tông trước nha, chị hát bài nào tông nào là bạn Cảnh theo chị luôn. Làm cách nào để hai bạn quen được nhau? Sau khi em về á thì em có nghe một cái người chị cũng khiếm thị luôn, thì chị đó nói là để giới thiệu cho em một cái người anh này anh giỏi lắm, mà lúc đó em cũng không nghĩ là cái bạn này, nghe vậy thôi, nhưng mà sao trùng hợp là là chính là bạn này. Dạ đặt để rồi. Chị nói ông trời đặt để chắc là chính xác rồi đó. Tại vì thời điểm mà Tố Nga hỗ trợ trong cái chương trình đó thì em không có biết, tôi hoàn toàn không biết luôn. Thì sau đó về thì trong cái buổi liên hoan sau cái chương trình đó, thì ngồi cạnh cái chị đó thì em đang muốn tìm một bạn để mà đọc sách. Thì chia sẻ xong thì bà cái chị đó thì mới chia sẻ là biết Tố Nga đang công tác tại đài truyền thanh huyện An Minh. Huyện An Minh cũng là huyện của tỉnh Kiên Giang đó chị. Cho nên là em xin số điện thoại. Khi mà nhắn tin là rất vui khi được làm quen với em, mình cũng giật mình. Sao ông này ông nhắn tin được trời. Mình phải tìm hiểu nữa là nhắn tin bằng cách nào.
Mà Nga lúc mà Nga chụp hình ở cái chương trình mà từ thiện đó, dạ. Em có lén chụp chồng em không? À, dạ có ạ. À. Dễ gì không đúng không? Đúng rồi. Thường ngón đàn đó, dạ. Chị ngón đàn đó. Mà thanh em... lịch này cái nọ rồi cũng em... lén chụp hoài. Với lại con bé nó nói chị Nghi... giống như là đàn mờ gọi. Chị Nghi cái bữa đó chắc là em không còn phim để chụp những người khác quá. Dạ. Em về em nhìn em thấy toàn hình của bạn cảnh không? Đó ngay mà bởi vì mày là mấy số chị, mấy số không phải mấy phim. Sau cái ngày hôm đó thì cái buổi gặp đầu tiên với Tố Nga là ngày 14 tháng 2. Cũng không phải là cố ý để mà sắp xếp cho ngày 14 tháng 2. Thì gặp nhau tại cà phê Đà Nhớ. Cà phê Nhớ về sao quên. Là phải hết thôi. Vào trò chuyện với nhau thì có những điều rất là hợp. Tố Nga là một cô gái rất là đơn giản dị á. Và rất là thích những cái công việc là cộng đồng. Cái điều đó mà em đang rất là trông mong. Bởi vì là khi một người mà tới với mình á thì phải có một cái tấm lòng phải tương đối rộng một chút. Chị hỏi cái này nghe, nói nghe nè, có bao giờ mà ổng lợi dụng vô cái khiếm thị của ổng để ổng rờ lộn chỗ chưa? Dễ thương quá. Dạ. Cảnh nó thoải mái lắm chị. Rất là đàng hoàng và nghiêm túc vậy. À. Thậm chí là mình muốn cho ổng dịnh vô nhưng mà ổng cũng không. Hai đứa chính thức là coi như là không thể rời nhau ra được. Sao? Bao lâu? Tầm khoảng 1-2 tháng gì đó, không có tỏ tình. Ừ, nó chỉ tới với nhau một cách tự nhiên thôi. Một lần nào đó ngồi ở công viên á, ngồi ở công viên thì ngồi nắm tay và tròn vai nhau thôi, thì giống như là ngầm hiểu. Và sau khi quen nhau thì nó có những cái sự trắc trở gì hay không? Ừ. Lúc quen thì cũng không có cho ở nhà biết, em cũng no, em sợ. Em sợ gia đình em dạ, gia đình ngăn cản đúng không? Có cái vụ ngăn cản không? Dữ dội luôn chị. Thì tới lúc mà bạn Cảnh nhận được cái học bổng của chính phủ Úc 2 năm để đi du học. Là Cảnh giỏi trong rồi. Thời gian hai dạ. đứa quen nhau là Cảnh vẫn học hả? Hay là sao? Lúc đó là vẫn đi làm rồi. Mình sang học đã bổng. Học thạc sĩ. À. Dạ. Thì cũng không có chuẩn bị gì hết. Bạn nói là đám cưới vậy thôi. À, mình cũng hơi bất ngờ á. Tự nhiên cái cưới nhà chưa biết gì hết trơn mà cưới gì mình cũng hơi... Rồi rồi xong. Em phải nói đúng không? Dạ, nói với mẹ. Bạn Cảnh cũng có xuống chơi nhưng mà cứ nghĩ là bình thường thôi. Là bạn thôi. Là bạn thôi. Ừ. Khi mà em nói thì mẹ khóc rất là nhiều. Lý do mẹ thì mẹ sợ khổ. Ba mẹ hình dung rằng là khi một người không thấy đường thì họ có thể là đi bán vé số, đi xin ăn, bán kẹo gì đó thôi. Và thì ba không mẹ nghĩ cũng rằng... sợ là em sẽ dạ. khổ. Đúng vậy. Em nhớ là lúc đó có một cái chương trình ở đài phát về những cái nỗ lực của anh lúc anh nhận học bổng. Ba thì thường hay coi cái chương trình vào buổi chiều. Thì chương trình đó phát đúng vào buổi chiều luôn. Ừ. Thì sau khi mà coi rồi thì ba cũng hiểu hết rồi, im im thôi. Nhưng mà cha cũng ngầm để nói chuyện với mẹ. Thì cha cũng đó... có một sự thay đổi dạ. về cách nhìn nhận rồi. Dạ. Cái thời điểm mà em học bên Úc á. Dạ. Có con bé người Úc nào mê em không? Dạ không. Không dạ. hả? Lúc đó là chỉ tập trung vào việc học thôi. Đúng rồi. Em nói cái đó dạ. là chị tin em đó. Là dạ. em không còn thời gian để không em mê đúng bé nào dạ. người Úc. Thôi bây giờ mình đến cái phần kia đi. Phần kia đi. Đến cái phần mà khui tật xấu nhau. Đúng vậy. Đó. Hiện giờ là hai vợ chồng có một cháu trai. Ồ vậy đó hả? Ôi, trời ơi, đáng yêu vậy. Dạ. Em cảm nhận về những tật xấu của Nga. Đó là dạ. những cái tật nào nè? Em hay nói về em là hãy quay lại chính mình mà chăm sóc mình nhiều hơn. Bạn Tố Nga thường thì ít khi chăm sóc bản thân mình nhiều. Cái thứ hai nữa là tập chậm lại một chút. Bạn thì bạn ấy công việc nhanh lắm, người rất là nhanh nhẹn. Và cái việc mà mình cần điều chỉnh đó là cái chậm lại để cho một cái thứ nó trơn tru hơn. Đó. Ví dụ như là thỉnh thoảng đi mang dép chiếc này chiếc kia chẳng hạn. Vội quá chiếc này chiếc kia hoặc là mang quên đồ. Ví dụ lên chương trình này là em có tham gia chương trình Aikido thế giới là yêu thương á, rồi mang hai bộ đồ võ phục lên mang theo nhưng mà bạn ấy lại quên mất tiêu để ở nhà ví dụ vậy. Thì bạn ấy công việc rất là nhanh, làm rất là nhanh nhưng mà đều là hơi vội, đứt tay rồi nè. Rồi bị này bị kia gì đó thì nên chậm lại một chút. Một phần nữa là từ lúc mà lấy vợ về á là Cảnh mặc dù vậy đó nghe, chứ là bao giờ cũng dành làm công việc với vợ hết, đúng không? Dạ, cơm xong là dành rửa chén, có khi đúng hai vậy. Vợ chồng cứ ngay cái chỗ rửa chén đẩy qua đó. Đẩy lại hoài. Và chính vì vậy bạn này là bao giờ cũng muốn nhanh để mà dành cái phần đó để mà có thể chăm sóc cho Cảnh được nhiều hơn. Đi chia sẻ công chị hiểu rồi, chị hiểu rồi đó.
Rồi, bây giờ ngược lại thì Cảnh lại muốn vợ thay đổi như vậy. Đó. Cái việc mà ảnh giúp em nó nhiều khi nó cũng là một cái niềm vui của ảnh. Tại vì dạ, nhiều khi chính anh xác. Đúng không dạ, em? Dạ. Tại vì nhiều khi ảnh làm việc đầu óc nhiều quá. Anh có muốn có một cái niềm vui gì khác ngoài cái công việc á thì em cứ để cho ảnh làm đi. Người ta bỏ tiền ra để đi tập rửa chén mà, đi thiền đó. Cho anh xin phép mình nhận cái này anh làm như là không có tốn tiền, mình được thiền trong chén mà mình không có tốn tiền nữa. Đúng rồi. Tới nghe đó, em khui tật xấu của Cảnh đi. Chắc có lẽ là do anh không thấy nên là anh hơi chậm. Mà chậm là chậm, chậm quá luôn. 7 giờ, quy định là 7 giờ 7 giờ 10 là ra khỏi nhà đi làm. Mà đi vô, phải đi vô không biết làm gì, vuốt tóc hay là không biết làm gì nữa là mới đi ra thêm quận nữa, lúc nào cũng phải lố giờ. Nhưng mà thời gian gần đây thì cũng cân bằng nhẹ lại xíu rồi. Nhưng mà ví dụ nó đúng giờ luôn nữa thì nó ok hơn. Trời mưa đúng không? Em bưng nguyên gỗ đồ vô, em làm nhanh mà. Em lấy nhanh đặng em chồng lên cao nè. Em kêu anh tiếp em. Ông chậm cũng đi rồi, đổ hết trơn. Rồi còn gì nữa không? Thức khuya là dữ lắm luôn. Anh học rất nhiều. Anh hay nghe tiếng Anh rồi, anh hay tìm tòi, anh học thường là có những lớp hôm trước là anh học lớp tới 11, 12 giờ luôn. Tại vì ban ngày đi làm thì buổi chiều ăn cơm. Có một giai đoạn là ăn cơm xong là anh vào học liền, học tới 12 giờ. 4 giờ sáng thức dậy học tiếp. Vừa học rồi vừa tập thể dục, vừa tập võ, vừa... Ôi, nhiều lắm. Tức là có khi chỉ có ngồi ăn cơm thì vợ chồng em mới nói chuyện thôi. Sau này khi mà chớp con em á, em không có em suối á, con kêu con ơi kêu cha vô chơi với con, cái đầu mỗi khi mà cần á cái đầu nắm tay ba vô chơi với con đi, cái đầu bạn Cảnh này nghe những cái lời của con trai cái đầu không chịu được, tức là gác bỏ mọi thứ để đi qua chơi với con. Thì sau này bạn cũng cân bằng lại một xíu rồi. Thì chơi với con chắc chắn là phải chơi với mẹ rồi. Dạ. Chúc mừng em là bởi vì em có một người vợ vừa đảm đang mà cái thứ hai vừa biết, coi như là biết làm việc, nên luôn luôn đồng hành với em trong công việc. Cho nên thôi, phải cân bằng lại. Đúng rồi. Để mà chúng ta tận hưởng cuộc sống. Không muốn nói gì chồng ha. Em thì hôm nay em lên em cố gắng cho mình đẹp nhất có thể để ghi lại cái khoảnh khắc của cái chương trình đó. Em cũng sẽ đồng ý với anh là sẽ chậm lại và sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Sẽ nói chung là sẽ cùng anh và con đồng hành đi trên cái mọi nẻo đường mà anh bước. Rồi ve ve lại neo cảm xúc. Ve neo cảm xúc mà được ve. Rồi, xin cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn hai vợ chồng Cảnh và Tố Nga. Em tên là Đặng Thị Hương. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên truyền thông anh. Anh cần em. Em tên là Đỗ Duy Thanh. Thì em đang là giảng viên của trường đại học. Năm nay em 30 tuổi. Thế cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Chồng em thì quen nhau ở trên Facebook ạ. Đứa em đều có một người bạn chung. Ở Đức, còn em ở Việt Nam. Đó mình ở bên đó thì mình buồn mà. Cho nên là mình cũng rảo Facebook. Thì mình qua một cái Facebook của người bạn thì mình thấy chị này tung rồi rất ăn ảnh. Nhìn mình thấy thích lắm mà một số cái status nó cũng hay nữa. Thế là mình cũng kết bạn. Bao lâu thì hai bạn gặp được nhau ngoài đời? Dạ, chúng em nói chuyện qua điện thoại với nhau chắc tầm khoảng 3 tháng ạ. Rất hồi hộp là như vậy, là lúc yêu đến lúc cưới nó nhanh không? Rồi á, chuyện mà để đi đến với nhau á, trong cuộc sống vợ chồng vậy nè, nó có trơn tru suôn sẻ em hay là có những cái xung đột mà vì lý do là các bạn quen nhau trên Face? Yêu nhau thì thắm thiết cũng giống các cặp đôi khác, nhưng mà càng đến ngày cưới thì bọn em lại càng phát hiện ra là hai vợ chồng rất là khắc khẩu. Dạ. Ví dụ nghĩa là tính anh rất là nóng. Ví dụ chẳng hạn như là đi chụp ảnh cưới thì xui cái là đang chụp ảnh thì cái máy chụp hình nó bị hư, không chụp được nữa thì cũng khó chịu. Hai đứa đang ngồi thì tự nhiên anh lấy đàn ra, anh gảy đàn. Thế là em mới hỏi đơn giản đấy, em bảo anh lại đánh đàn đấy à? Thế là anh ấy nổi điên lên, vứt cái đàn xuống. Xong anh bảo em vừa phải thôi. Cái gì em cũng muốn cấm anh. Đánh đàn cũng cấm, đá bóng cũng cấm. Thế bây giờ em muốn anh làm sao? Thế lúc đó thì em rất là ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tự nhiên phản ứng mạnh vậy? Nó cũng như là nước tràn ly thôi. Cái lúc đó là mình đang suy nghĩ rất là căng thẳng. Rồi trước đó trong lúc quen nhau thì mình đàn, mình hát thì cô này cũng hưởng ứng dữ lắm. Ca không hay, đàn nghe cũng dở, nhưng mà lúc đó thì nàng nức nở là mình thích. Nhưng mà bây giờ thì nó đem cái đàn ra mình đánh vậy mình cũng thấy bị gọi là ý kiến ý cò, mình bực.
Mà lúc đó là vừa cả cái chuyện đá banh, mình rủ đi coi đá banh không coi. Bây giờ tới chuyện mà ngồi mình cầm cái đàn, mình đàn cũng ức chế nữa. Bực quá mình lấy cái đàn. Đập vỡ cái đàn không? Thôi đập cái thùng thôi. Em đi xuống dưới lầu dưới khóc. Thì em tự nhiên nghe trên lầu âm. Không biết có chuyện gì xảy ra. Em thấy em không lên, chắc anh đập hết đồ, thế là em mới lên. Thì thấy anh ấy đang ngồi mặt anh hầm hầm. Thế hai vợ chồng mới nói chuyện với nhau thì vợ cứ nói thì chồng cãi. Ông chồng cứ nói thì vợ cũng cãi. Thế là cuối cùng về sau em mới tức qua, em khóc nức nở. Thế là anh phải dỗ, thế là anh phải xin lỗi. Hòa lại, Hòa. Dạ vâng, thôi, Hòa. Phải Hòa thì dù sao cũng còn mấy ngày sau phải chụp cho nó xong cái hình. Rồi sau đó tới ngày cưới là không có... Chưa, khúc ngày cưới mới hấp dẫn anh. Cái gì? Còn nữa hả? Dạ. Ly kỳ thế. Trước ngày cưới một ngày thì ba mẹ em vào đây thì có ở khách sạn. Thì tối hôm đó thì em có đưa ba mẹ với lại các chị là đi mua đồ. Tối thì về hơi trễ, anh bực mình. Thế là anh cũng tỏ thái độ với em, thế là em cũng bực mình. Sao bực mình vậy? Mai là đám cưới rồi, phải nghỉ ngơi rồi cũng chuẩn bị đồ cưới các thứ nữa. Mà cô này thì cô dẫn cả nhà đi shopping tới gần 10 giờ tối. Thời qua hết chừng không chịu bắt máy. Thế là mình bực rồi, tới lúc về ở nhà hỏi 5 câu, 6 câu, không thèm trả lời, im. Bực, tức quá trời tức luôn. Anh mở cửa uinh nguinh nguinh, anh hỏi lại lần nữa là em muốn gì? Đó, không, em chả muốn gì, em muốn đi gội đầu. Cái kiểu, bức hơn nữa, cái kiểu giỡn ương á. Dạ, mình đang nóng tức rồi mà bao nhiêu thứ mình cần muốn giải quyết cho nó xong. Rồi sao? Cuối cùng rồi sao? Em mới đi vào trong toilet, em gội đầu thì nghe thấy tiếng ầm ầm ở bên phòng. Thấy anh ấy kéo cái vali đi ngang qua toilet, xong anh nói, anh bảo má em cứ một mình đi, anh không làm đám cưới nữa. Ôi ôi. Xong rồi anh ấy kéo vali đi luôn. Là em một mình vậy. Rồi sao em đi đâu? Dạ em về nhà ba má em thôi cho nó nguôi lại. Lúc đó qua anh đến thì khoảng 11 giờ đêm rồi, 12 giờ gần giờ đó rồi. Thì mình nằm bên bển, mình đợi coi có phản ứng gì không. Anh ấy đi thì em cũng chưa có gì, nhưng mà sau đó thì tủi thân quá. Nghĩ rõ ràng là nếu mà xảy ra chuyện thì mình là con gái mình cũng phải có thế thượng phong chứ, sao lại để người ta nói vào mặt mình cái câu là anh không cưới em nữa. Thế là em lúc đấy tủi thân là mới khóc. Thế em mới nhắn tin qua cho anh em bảo là đây là nhà anh, người đi thì phải là em. Em sẽ thu xếp đồ đi sang khách sạn với ba mẹ. Em sẽ báo cho hai bên ba mẹ là không có đám cưới gì nữa. Đâu chừng chắc chưa đến 2 phút đâu chị. Thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa. Thì em mới xuống thì thấy quần áo là đều mặc trái. Xong kiểu dạng ba chân bốn cẳng nó chạy. Nghe cũng sợ chứ không phải gì đâu. Mình nói nóng vậy thôi. Người chứ ra đi sẽ là em. Dạ. Được cái gì là trồng cái đó đúng. Dạ. Không? Ơn mà phải, không phải lấy nhận cái đầm của mẹ đó. Dạ. Lúc đó là chạy dắt dò lên cổ là chạy rồi. Sao nữa rồi sao nữa chạy qua rồi sao? Em mới vào nói vài câu thì em khóc oang lên giống như kiểu người ta đánh á. Thì anh phải xông vào anh bịt miệng em. Thì anh ấy sợ. Vì anh ấy sợ là hàng xóm người ta nghĩ là hai đứa đánh nhau hay là bạo hành gì đấy. Xong cuối cùng thì anh rối rít anh xin lỗi mà em vẫn kiên quyết. Đứng dậy em thu đồ thì bắt đầu anh cuống quýt tít mù lên. Làm đủ cách luôn mà đến độ mà bên kia quăng nhẫn rồi năn nỉ đủ đường hết mà không chịu. Thiếu điều muốn lại luôn. Rồi năn nỉ trong bao lâu thì em mới hết? 2 tiếng rồi. Nhưng mà lúc đấy sau em vẫn tức giờ lắm. Nghĩa là anh em thấy đủ. Anh khóc nức nở theo em. Anh xin lỗi, anh ấy thề nguyền là đây là lần cuối cùng anh nổi nóng, em cho anh một cơ hội. Thôi nghĩ cũng thấy chồng mình khóc thì cũng tự nhiên cũng thương thương. Chị hỏi chú rể nè, thực sự lúc mà em nói cái chuyện mà anh không thèm cưới em nữa là lúc đó là trong đầu em có định chia tay thiệt không? Dạ không chị ơi. Lẫy đúng không? Dạ lẫy mà nói. Em lẫy mà em lẫy vào cái giờ nghiệt ngã như vậy. Dạ. Đó, ngày mai rồi mà mãi. Còn cô dâu cái lúc mà em nhất định em đòi chia tay lúc đó là thật hay là cái cơn của em lúc đó là... Dạ thật đó chị. Mà em không nghĩ đến cái chuyện là gia đình của mình đã vào trong này rồi người lớn hay sao? Dạ lúc đó là ba mẹ cũng đã biết. Và ba anh có nói với anh một câu là nếu mà hai vợ chồng mày á mà xảy ra chuyện gì á thì chắc là ngày mai tao chết. Mình nghe mình tự nhiên mình thương. Bây giờ hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi? 7 tháng ạ. Và các bạn là chưa có... Chưa có em bé. Chưa có em bé. Chưa có em bé. Công việc hai người đều ổn định đúng không? Dạ. Bây giờ ở nhà là ai sẽ là người nắm tài chánh? Dạ chồng em ạ. Cái đó là em tự nguyện hay là phải qua tranh cãi? Lúc đầu thì hai vợ chồng tự thỏa thuận với nhau là anh ấy cầm kinh tế thì cũng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà sau này thì lại xảy ra chuyện. Tại sao? Đàn ông mà cầm tiền bạc trong gia đình nó nghe nó làm sao sao á. Như đóng tiền điện, như đóng tiền nước. Dạ, đó, đó. Nhưng mà vợ mình đảng trí nhiều lắm. Tính toán nhiều khi là không có tính kỹ.
với lại một số cái công việc mình cần để là tiền phải đầu tư làm một số việc nữa. Kiểu vợ thì không nghĩ cái chuyện đó cho nên là giao hết cho mình. Có một lần á là mình nhắc cổ là này phải để 4 triệu 5 triệu gì đó, mà cô này cũng lơ mấy lần luôn, mình phải nhắc tới 2-3 lần mình bực rồi. Anh mới nói thì lúc đó thì em cũng đã bỏ để ra cái sẵn cái số tiền đấy rồi, chứ không phải là không để, nhưng mà anh cứ nói đi nói lại, thế là em mới tức, em mới bảo em hiểu rồi, anh nói ít thôi. Thế là mới động đến tự ái của anh ấy, anh nổi khùng lên. Anh không thích nói cái chuyện này nhiều, đây là lần cuối cùng, còn nếu mà em cảm thấy mà em không thích như thế nữa thì em tự giữ tiền, em tự tiêu đi, anh không giữ nữa. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại, thế mới tức qua em ấy, ôm gối sang phòng bên kia em ngủ. Cũng tức, anh cũng bỏ cãi em luôn, cũng không sai, anh năn nỉ, anh cũng không xin lỗi, anh không gì hết. Ngoài cái vấn đề kinh tế tranh cãi thì hai vợ chồng có tranh cãi về những cái vấn đề khác không? Vấn đề nào cũng tranh cãi anh. Từ ngày này sang ngày nọ, từ tháng nọ sang tháng kia. Nói chung là tối cứ... ngủ chung vậy thôi đó. Dạ. Nói chung như ăn cơm với anh quen rồi. Nhưng có quen nhau hai bạn có phát hiện ra là khắc khẩu không? Em là tuổi chuột, vợ em là tuổi mèo. Anh em biết rồi, cuộc đời của em là lúc nào cũng bị chạy thôi, em phải chạy thôi. Lúc nào cũng khắc khẩu hết. Cái tật xấu của chồng em á, theo em á là cái tật gì xấu nhất? Quá nóng tính, mà nóng tính đến cái mức mà cộc tính luôn. Tất cả những vấn đề gì mà không hợp ý anh ấy là anh ấy sẵn sàng anh nổi điên lên. Anh nổi điên lên thì anh ấy nói những cái câu mà em chỉ muốn xách vali em đi luôn, chứ em không nghĩ là có thể sống được cùng. Nghĩa là ảnh cộc tính. Dạ vâng. Còn vợ em thì sao? Vợ em thì tính chọc cho em tức, thấy em tức rồi biết cái tánh em nóng, tánh nóng là chọc vậy đó, cái chọc cho nó lên luôn nhá, không phải gì không. Nói chung là lúc mà anh ấy nóng lên thì thường em cứ rừng rưng, kiểu khi nào mà anh ấy nóng điên lên anh bảo giờ muốn làm sao, chả muốn gì, anh bắt đầu anh điên anh đập đầu anh. Vậy bây giờ em muốn thay đổi, em muốn chồng em thay đổi điều gì? Em muốn là trước khi mà anh nói bất cứ một cái điều gì ra thì phải suy nghĩ để không làm tổn thương cái người đối diện. Lời nói đã rút ra rồi thì không thể nào mà rút lại được. Thế còn anh? Em thì muốn vợ là nó vợ em thì cũng chướng, mà dù đúng hay sai gì cũng không bao giờ nhận lỗi hết. Mong muốn là trong 10 lần sai như vậy thì có một lần nhận lỗi đi. Vậy đó. Mong muốn rất đơn giản mà. Dạ. Thay đổi một thôi. Không, dạ. Bây giờ thực ra cái vấn đề của hai bạn này là không có đơn giản đâu nha Thuận. Ở đây á là hai cái cá tính của hai bạn quá mạnh. Tính của Thanh cũng là dữ lắm á. Còn cái kiểu nguội của em á cũng không có vừa đâu. Cái nguội của em mà là cái mà đổ thêm xăng vô cái nóng này chứ không có giỡn đâu. Thực ra bây giờ hai bạn gắn kết với nhau là vì hai bạn còn rất yêu nhau. Còn sau này khi mà vợ chồng sống với nhau lâu hơn nữa thì khi mà cái tình yêu nó giảm, nó chuyển qua cái nghĩa đó, với hai cái tính cách này rất là mệt đó. Nên bây giờ theo chị á, bạn nên tự dẹp bớt cái cá tính mình lại, các bạn mới giữ nhau được đó. Là lời khuyên chân thành đó nha. Đó, nhét vô xong rút mình. Rồi. À, dạ. Ok. Rồi. Trời ơi, hai vợ chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Ngộ ghê. Có ai nói không? Dạ có. Giống nhau quá luôn á. Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ. Năm nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An. Ở hiện em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. À. Dạ. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. À. Dạ. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về gì? Mỹ phẩm hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng không? Dạ. Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời đẹp đó. Không? Chị làm như là bây giờ đó là bán đó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả nó mới sao mà ai cũng. Tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó. Đó, bởi vì đó. Hỏi vậy để chị Dân nói đó. Dạ. Ok, mà em. Dạ, em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ, công việc. Dạ, em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ, tụi em làm ở trên TikTok, rồi ở trên Facebook, trên Trangbay. Dạ. Dạ. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó, kể nghe đi. Dạ, là em là có một người bạn á. Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Dạ. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi. Thì không có bạn gái của bạn ở nhà, mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Dạ. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Dạ. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với kéo lót áo phông á. Dạ, thì
ở là áo thun. Áo thun, áo thun. Dạ, áo thun. Thì em thấy tướng búp mập mạp, dạ, là tròn trịa với đi cái đôi giày đúc đúc tơ á, là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có, lúc đầu lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Búp búp quá. Dạ, búp búp là xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em á, là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong này em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á, kêu là lên đó chơi, thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi, thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó, xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài, nên em ra em mở cửa thì gặp cái anh này, nói chung là không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhòm nhắc à. Nhóm nhắc thôi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia, đúng rồi, đúng rồi. Rồi mắt mới thì mặt sọt chi là cho thấy chứ. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không, là chưa chắc giọng đi phải không Vũ? Bữa đó không để... không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống mở cửa là thấy thích rồi. Đúng rồi, nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa nhìn thấy cái dáng múp là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy như sao sau cái bữa cà phê đó? Đó thì chắc sau... chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có, là sau đó là tuần sau á là đi đi chơi hát karaoke, là hát karaoke, mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Thì sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn, không ăn uống gì đúng không? Dạ, chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm mà luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa, nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè đồ này nọ, chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ổng quan tâm mình vậy thì cũng có, cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui, dạ đúng, không? Đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đồ? Cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi, chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9, thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi xong rồi đến tối, tại vì đi ăn xong đi hát karaoke, xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á, thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn, anh chạy xuống quận 9, tức là em ở Dĩ An, anh chạy xuống quận 9, anh chạy xuống cái anh kêu đi về, em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về, cái này anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy đó. Ý là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á, mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng, người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi, thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này. Rồi, mà lúc đó nha, đi xong đúng không? Máu, mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Lại xuống em không biết gì luôn. Cái xong cái đi về tới, cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, chỗ em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu chỗ chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ, bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện lên. Nhận. Đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình công nhận hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc người phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Sao đài điện trên hàng rào có công nhận. Cái sức mạnh của cái mà sự mà thì mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Nói. Trời ơi, gân đứt bắt
không cảm nhận luôn mà không thấy đau luôn rồi thì sợ chị bữa đó đi có cây số đó đi thêm cây nữa dám ấp lật ngang chắc dạ. Té xỉu luôn khô máu dạ đúng rồi đúng không nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không thấy cũng trong chóng mặt rồi đó chứ sao dạ. Máu đổ máu nó chảy nhiều quá mà tại vì lúc đó là khuya rồi cũng không có ủa nhưng mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không tức là lúc em tới phòng trọ là có bạn em phát hiện biết nhưng mà không có phát hiện lúc đó em không biết luôn không biết luôn về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng thì giấu cái tay sau lưng vậy nè xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống xong em chụp cái tay ra giật lại cái coi ra em nói trời ơi chết rồi máu quá rồi trời như vậy sao thôi thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi nhờ cái anh kia không định anh vạ hốt cái anh này đi đúng rồi em phải nhờ cái anh bạn kia anh vạ lúc đó định anh vạ mà nguy hiểm mà không nghĩ là đứt gân lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái hẹo dài cỡ này thấy nhộn nhạt mình thấy cái gân ổng ghê quá nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng trắng rồi đúng không chắc rồi lúc đó cũng trời ơi ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn rồi á mà máu lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm ông nhâm ông nhách à là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây ngày xưa có 50 kg à mà đã vậy máu nó còn mà máu đổ như vậy nữa là mạch xanh lè xanh lét luôn cũng may không em xỉu rồi vì sự cố đó xong bữa đó chắc yêu thương đúng rồi đúng là dạ. Sau lúc đó là mới nhận làm người yêu mình dạ lúc đó thì mình thấy tội nghiệp quá xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì cái sau hôm đó xong thì thấy nhưng mà nó nghe nè đi mai rồi sáng mới về hay là về liền không đi mai xong về liền luôn lỡ phòng trọ đó luôn về lỡ phòng trọ với em luôn không ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em đó là em lên ở chung với nhỏ bạn em lỡ chung ở đó luôn đúng không dạ chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không không đây em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu rồi và sau đó là gì dạ mười mấy năm rồi 12-13 năm nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, lúc đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung dạ. Luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là nó bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó lắm. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ không dạ. Hôn lén hôn lén em hôn lén đi chơi đâu đi chơi đâu kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái hôn cái lúc mà cũng bất ngờ hôn lén mà hôn lén đúng dạ. Rồi hôn má không anh hỏi thẳng vô vấn đề đúng rồi. đớp môi lúc nào cũng không nhớ đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á em không có cho hôn môi đâu hình như là 5-6 tháng lâu lắm là hôn môi có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn không hôn môi luôn làm gì luôn làm phải dữ đúng không dữ lắm mà có đụng chạm gì báo không bà gạt ra đúng không gạt không cho anh ơi thường không có cho rồi sao mà cho hôn môi vậy nhớ không Dũng thì lúc đó cho hai đứa ở về với nhau lúc đó là tụi em về ở chung với nhau rồi lúc đó là em với vợ em là sống thử sống từ phòng riêng hai người nhỏ bạn đâu tại vì sau đó ở với bồ nó ở với bồ nó nên em tại vì nó ở sống ở với bồ nó thì em phải ra riêng em sợ ma em đúng em sợ ma thiệt luôn đúng không đúng như em sợ ma thiệt luôn rồi ông này mới biết em sợ ma ổng về ổng ở chung đúng không dạ như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước dạ đúng rồi dạ đúng. Có bao lâu thì chính thức là đi về một nhà từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm mà gia đình có biết không sống thử thì không có biết nói chung là quen nhau thì gia đình biết nhưng mà cũng không có biết là sống thử nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa nên ba mẹ rất là thương dạ coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không dạ đúng rồi bữa nay biết hết rồi dạ xong phát cho xong lộ bị lộ biết hết rồi dạ thầy em nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi có nghĩa là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ là đêm đó là hình như là tới luôn á đúng không không đâu chưa luôn ơi. Là bà vẫn không cho luôn không cho luôn ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung là 4 tháng luôn á ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có không cho đụng chạm gì hết không có cho luôn. Cái này cái kia đâu trời ơi vậy là 4 tháng là không ngủ ngày được đúng không không ngủ ngày không ngủ nói dù em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau đồ này nọ vậy thôi nhưng mà cái kia là không có cho nhưng mà là
Không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không, sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện. Lý do gì? À, có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi chưa có là vợ chồng. À, mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả, bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Trời ơi, nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Dạ. xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Ừ. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Ừ. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Ừ. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, tại vì đã mới có quen nhau mà đứng ra bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em nghĩ là suy nghĩ là bất tại sao lại như vậy. Bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Bữa nay cô ấy chủ động. Bữa nay sao? Không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền. Bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re lại làm gì làm. Cũng tái ma tái máy gì đó mà thấy im ru im ru luôn. Bất ngờ. Sao cái bữa sau cái buổi mà suýt đánh nhau như vậy. Dạ đúng rồi, sau bữa đó. Vô thấy mà nằm im re liền. Nằm re liền. Đó là dính luôn. Chưa sao giờ. Dạ. Dạ. Sao đó bao lâu mới cưới? Bữa đó xong rồi. Có sự cố xảy ra thì gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Tầm 2-3 tháng sau á. 2-3 tháng sau là có bầu. Có bầu. Nghĩa là đêm nào cũng là đêm cây thành trái luôn. Không? Ồ đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn á. Kiểu được như là lần ý là ý là ý là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em có thể tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Sao? Nhiều. Liên tục 7-8 lần nữa. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt. Không như là một đêm mà hì hục là liên tục luôn. Cày, cày liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lạ luôn. Dạ, là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Em bên đạo mà chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tần tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ được. Cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi to chưa? Lúc đó chưa to, đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết đi được. Không được đi anh. Tại vì chưa làm phép bên cưới á. Tức đi là được. Mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa. Là không được đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé vợ. Dạ nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi, nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa. Ba đứa rồi. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai. Con trai, thứ hai con trai luôn nè. Thứ ba là con gái. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn
phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ, tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kênh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, Bối An Nhiên đó, là Bối Bối lớn. Bối An Nhiên lớn. Bối nhỏ. Dạ, Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Hôm nay em đang có dẫn bạn đó không? Dạ không. Ờ, có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá, cưng. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Tại vì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nao đến cái phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á chồng em á, em gặp chồng em á xong chồng em ít nói lạnh lùng, trời ơi kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Rồi với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi không, hai chồng họ nói, hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha, ngưng ở đây để đi ngủ, chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ. Rồi ghiền game nữa, trời ơi ghiền game lắm. Mà game ghiền nói nè. Dạ. Ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có một gái trong đó nữa. PUBG gì đó. Mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bắn cái em đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ, ý như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập vớt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống. Trời. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà kế bên để chuẩn bị đập mình hứng đó. Qua cạn đó. Cho chị là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn đó. Chứ không quát, không có. Không, chạy không quát rồi chắc nó cũng biết sai. Tại trời ơi, mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết rồi. Bỏ rồi. Bây giờ bỏ rồi, sau lúc đó luôn. Nếu mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa, còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Anh sao? Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Thí dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Thí dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm nguyên luôn. Không có làm luôn. Với lại em á, dạ hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm, cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có nhiều lắm đó, hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Đó. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Thí dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này thiết kế cái kia sửa này sửa kia là bác bỏ. Thí dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia cái nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã. Nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, trời ơi làm xong sao nó đẹp quá rồi xong rồi vậy đó. Rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy chứ, trời ơi thôi làm gì tốn này đường đà nữa, xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, em thấy làm đẹp chứ ha. Nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, chứ thành thói quen luôn rồi. Thành cái thói quen luôn vậy. Còn đó bây giờ mong muốn không thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha. Không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mày tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy là em thích cái gì là cứ cầm tiền đi mua.
nhưng mà không có, bây giờ em đâu có thích vậy đâu, phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng nói mà là bất ngờ mà láng xẹt thì nhiều là mình đúng rồi đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản luôn đó, em nói đi. Để mình đoán nghe chứ, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Căn cứ vào cái việc bà đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em đâu có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính. Thích, rất là thích sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung. Em phải dọn hết. Gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao em thấy không ngăn nắp là la. Thích gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm rồi. Em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng các bạn. Nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Mới hay giận. Hay giận lắm hả? Dạ, hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh năn nó là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày cơ. Năn nỉ 2 ngày mới thôi. Dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thì ở xa đâu cũng đi hết á. Anh ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Thánh tình ra ngoài ai cũng bảo em ăn hiếp mà. Sợ vợ. Sợ vợ. Nhưng không. Mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em cũng bị tổn thương không? Không. Không. Em bình thường. Em còn nói nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á cái đó thế mới là lo, còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, sợ mình thương mà. Vợ tôi sợ dạ, liên quan tới sợ, ông. Đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la. Hay la chồng trước mặt người ta người la. Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Rồi. Dạ, trước mặt thì không la. Có la trước mặt bối không? có bố nó giận luôn. Bố giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhậu, em nạt nó, em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mày lại như vậy, mày không được la ba của con, tại sao mày la ba của con vậy. Bây giờ trước mặt bố mà la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi, bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm. Không có được đâu, bảo bối của ba mà, của ba bảo bối mà. Rồi sao nữa thì hãy giận hơn nè. Anh mua đồ ăn về mà em đùa tí bảo anh đi không nó nguội á, anh đi không rồi lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn nữa, không ăn nữa, đi lên dễ tổn thương quá vậy, dễ giận lắm. Rồi ở nhà công việc nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc, ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm. Em hốt hết luôn. Em hốt hết luôn. Chứ giúp việc đủ thôi, còn bình thường. Chơi hết. Hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa dạ. Chăm sóc con này rất là em hết luôn. Không ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon nhưng mà ít nấu thôi nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Dạ. Thôi em ước đi, em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Dạ. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Nên em không muốn thay đổi. Phải giúp bà hộ. Dạ. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc rồi á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cho khỏe mà không chịu ăn, để đến trưa nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9:30 mới dậy. Thì tối dậy xong nhiều rồi anh. Nó bị dở bữa, sáng 9:30 dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì cái vụ mà đi ăn. Bởi tối cái đi ăn nhiều lỡ dở, người ta bán đồ ăn sáng người ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Xong kiểu cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà.
Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em bị giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là 5 năm dịch, em dịch về 3 tháng trời luôn. Đợt dịch là máy giặt hư. Dạ, tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mình đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu bị giờ ba. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui. Là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không đúng giặt đúng tay, tập thể dục, tập thể dục đúng rồi. Cái gì mà phải cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em á. Em sợ lắm, em không có giặt tay quá trời quá đất, hư cái bàn tay. Mà ta hạnh phúc với công việc của người ta mà. Đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia, nhưng mà thấy nó dễ thương lắm. Những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương luôn. Em về em coi cái bối bối là em biết là cái cặp này hạnh phúc cỡ nào. Đúng không? Rồi. Rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng. Đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em không nói không dừng được. Đúng. Đúng không chị? Đúng không? Em phải nói. Đó. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ. Đó. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đúng rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha.